Chào bạn, Happy Chào bạn, năm mới chúc bạn và anh em trong diễn đàn sức khỏe bình an Year. và phát tài. Nói chung thì mình cũng có ngồi nghe ảnh cũng Chào Nguyễn Quốc Huy. nói về nhiều cái đề tài ảnh đưa ra so sánh, rồi ảnh đưa ra cái bộ máy lãnh đạo của Mỹ so sánh với đội tuyển đá banh này nọ rồi đó. thì Anh thì bị mình giỡn nghe thôi, cái này anh bị giỡn, các bạn đó, bạn bị giỡn nghe cũng vui. nghe nó, tại vì không biết là anh Việt Kiều đó ảnh có bao giờ làm trong cái bộ máy cơ quan nhà nước ở Mỹ hay là không, chắc là mình nghĩ là không thôi. Còn ảnh so sánh về cái vấn đề mà Mỹ nó lo cho dân là thất nghiệp này nọ rồi vậy đó, đó là chuyện bình thường, nhưng mà cái vấn đề đại là ảnh không có hiểu được là đó là một cái tâm lý nó quấn cả về cái thế giới á, cho nên ảnh không có hiểu gì cái vấn đề đó. Nhưng mà thôi, nói chung là vậy. Mình thấy có nhiều người Việt kiều ở bên này, tại vì mình làm Việt kiều thì mình cũng nói về một số người Việt kiều ở đây á, thì mình cũng đồng ý với anh bạn đó là những cái tiền thông ở bên này đó là họ chuyên môn, là họ nghe. Nhưng mà mình nói tiền thông mà những ông mà Việt Nam nhà ta thì mình, bạn cũng biết rồi, toàn là nói ba làm ba là sắt không à đó. Còn mà nếu mà nói về tiền thông bên Mỹ đó, sự thật đó là nó tuyên truyền về khoa học, là bạn dùng cái dân chữ, cái chữ mà khoa học đó, thì tiền thông bên Mỹ đó, giống như mình nói về cái vụ mà bầu cử anh chàng đưa ra là gian lận này nọ rồi vậy đó, rồi rốt cuộc là tòa họ họ kêu những người đó phải đưa ra bằng chứng này nọ rồi vậy đó. Thì bạn biết đó, những cái thông tin mà truyền thông, những cái đài mà Fox News hoặc những cái đài kia này nọ đó, nó lợi dụng cái cớ đó để đó nó tuyên truyền lại cả thế giới luôn. Đúng rồi. Nghĩa là nó lấy một con sâu để nó tuyên truyền thế giới, để nó giật dây thế giới. Cho nên nó, bạn biết vừa rồi đó, thì một số thành phần mà ở Nga đó đòi đòi là biểu tình chống lại ông Putin Putin à, đó. Mình đưa một cái ví dụ đó là cũng là một con cá, mình đã nói rồi, là một con cá mà Putin. Mỹ nó chơi rất là khoa học. Bạn bạn dùng cái gì, danh từ là khoa học đó, là Đúng khi rồi. mà nó làm cái gì đó, nó tuyên truyền cái gì đó, là mục đích Nó của phân nó tích là khoa, nó phân tích khoa học rất là khoa để học, nó quýnh, phân tích rất là đúng khoa rồi học, đúng rồi. đúng rồi, để nó quýnh ngay vào cái con tim đen của những người nhẹ dạ và những Chính người xác. mình coi như là những người mà dân thường, mà họ chỉ biết nghe lời vậy đó, Đúng rồi. giống như là mình nuôi con chim, cái mình dạy con chim nó biết nói, hay là mình nuôi con Dạ. động vật nào đó nó biết nghe lời thôi Đúng. vậy đó, là không có khác gì là cái chiêu bài của những người lãnh đạo bề sau bí mật của Mỹ đó. Nó dẫn hướng một cái màn kịch, cũng như một cái cuộn phim, hay là một cái cuốn sách, hay là một cái câu chuyện nào đó để nó thu hút những người đi theo nó, đơn giản vậy thôi nó. Nhưng mà anh chàng này thì anh chỉ nhìn về cái cơ bản thôi, chứ anh không có nhìn sâu về cái bề sâu sâu thực tế là như thế nào. Bạn thưa quan hiểu ý mình nói không Đúng đó, rồi, đúng rồi. cho nên Thì hồi nãy ba cái bạn Kevin á, thì nói chung là bạn cũng chỉ đưa ra góc nhìn của cá nhân bạn đó thôi. Tôi cũng đúng hiểu, tôi cũng đúng rất hiểu là cái sự chia sẻ của bạn. thì mình nói về cái mặt xã hội bên Mỹ đó, thì mình đã nói bạn rồi, Mỹ trắng lúc nào nó là trên hết. Còn Đúng mà rồi. nếu mà so sánh về nè, so sánh về mà những người mà dân tộc khác mà qua Mỹ ở đó, Việt Nam mình chỉ có hơn Lào với Campuchia, Đúng rồi. là về một cái khía cạnh là thương mại thôi, chứ mình không có Đúng nói rồi. về là mình không có nói gì hơn về người Hoa hay là người Nhật hay là người Hàn Quốc hay là những người Phi hay này nọ. Cho nên ở Mỹ này nó có một cái sự là Phân biệt phân biệt thì có, nhưng mà nó có một cái gì đó giống như là nó ghét cho những người Việt Nam nè. Giờ mình nói ví dụ Việt Nam mình nè, nổi tiếng là gì? Phở à, bất cứ mà nói phở là họ biết là người Việt Nam làm phở à à. Hai là một cái nữa là neo, khi mà nè nói đến neo á thì họ nghĩ về Việt Nam liền, chứ họ không có đúng nghĩ về rồi, là người Tàu hay là người nước nào người khác, đúng rồi. Lào, nước nào khác đó. Thì cái nghề neo á, thì Tuyên Quang biết và anh em biết á, hồi xưa mà khi mà về Di Cảng
75 á, thì một số những người hải quân họ một số những người lính Việt Nam Cộng Hòa họ đem gia đình qua, rồi họ cũng Mỹ nó qua nó cho ở một khu là ở Stockton đó, là cái làng đó nó gọi là Hope Village, là một cái làng hy vọng á. Thì sau này cái bà tài tử của Hollywood á, thì bà nó dạy những người Việt Nam làm cái nghề neo, tại cái nghề neo hồi xưa là ít có ai làm, và cái ngôn ngữ này không có cần giao tiếp nhiều, chỉ cần biết trả lời sơ sơ, và nghề neo thì đâu có cần. Chính vì cái điểm đó thì Việt Nam lần lần, cái nghĩa là ông bà mình nói ăn cao sao, mình cái này là mình nói xin lỗi nha, cái này là ông bà mình nói, giống như là một người làm gái hay là một người làm gì đó là cả làng làm gái, ví dụ vậy đó, mình nói ví dụ vậy đó đó. Thì sau này thì nghề neo bắt đầu Việt Nam mình á có một cái phong trào đó. Còn người Hoa đó thì dĩ nhiên họ qua là họ đầu tư thương mại. Tương Quan biết á, thì người Hoa đi đâu họ cũng là thương mại hết á, họ là thương mại chủ yếu thôi đó. Anh không làm thương mại thì anh không bao giờ giàu, đơn giản vậy thôi à. Đó. Còn người Nhật á, thì họ làm về những cái hệ thống công ty. Hàn Quốc á, thì hồi xưa đó thì họ mở mấy cái chợ tạp hóa, giống như bán quần áo. Hàn Quốc là hồi xưa là mở, khi mà cái thời mà mình mới qua Mỹ cái thời 80 đó, là họ lại có một cái khu tạp hóa, họ gọi là chợ trời, những cái khu mà mình gọi là chợ trời á, họ mở bán về quần áo tạp hóa. Còn người Trung Đông á, họ qua đây á, là họ mở về liquor store, là họ bán mở về cái tiệm tạp hóa về bán bia rượu. Cho nên mỗi cái bộ tộc mà qua đây á, là họ có một cái chi nhánh đặc biệt của họ, cũng giống như là Campuchia thì họ bán về donut. Rồi, theo như bạn nói, theo như những gì bạn nói á, thì mình nhìn nhận sự việc á, mình thấy là nó rất hợp lý với cái xã hội hiện tại. Nhưng mà ở đây mình nói, mình xin đưa góc nhìn và mình hỏi bạn thế này nè. Tức là cái câu chuyện bạn nói là cái người Việt của mình á thì luôn chú trọng về vấn đề gì là những cái lợi trước mắt. Điển hình là như công việc bạn nói là cái công việc làm neo là cái gì? Không cần ngôn ngữ giỏi. Đúng. Và dễ làm, và đúng, nó sẽ có việc làm ngay và có thu nhập ngay. Đúng, đúng không? Thì đúng, mình suy ra là gì? Tức là người Việt mình chú trọng vào cái công việc là cái gì, là mang về cái lợi trước mắt, mà không nhìn những cái lợi mà sâu xa mà nó cao hơn như người Trung Quốc hay người Nhật hay người này người kia. Đúng, và chính đúng vì cái điểm đó, chính vì cái điểm đó theo bạn á, nó cũng là dần hình thành trong cái nhân cách con người mình, người Việt mình, về cái tính gọi là thiếu đoàn kết không? Không, Việt Nam mình ở bên này ra sự thật thì bạn biết á, ai cũng sống xa nhau, có một người hai người cũng ở gần nhau rồi gia đình này nọ, nhưng mà nói chung á, thì ở bên này có nghĩa là tự ai nấy lo. Còn nói về mà ra đường mà gặp đồ á, thì mừng hẹn hò đi chơi rồi vậy á, thì coi như là người Việt Nam. Còn nói nhưng mà đoàn kết thì sự thật thì mình cũng không có dùng cái danh từ đoàn kết ở đây, tại mỗi người họ sống một cái hoàn cảnh ở nước Mỹ, cho nên khi nào mà họ sống chung một cái cộng đồng đặc biệt á, mình nói là đặc biệt mà giống như khu đó là chỉ có Việt Nam ở không á, thì đó mới gọi là đoàn kết. Nhưng mà trong khi đó, đó thì Việt Nam của mình á, không có cái cộng đồng như là những người Do Thái nè. Do Thái họ có cộng đồng chỉ có là khu của họ thôi, hay là những người Tàu mà họ gọi là Chinatown thì đa số là những người Tàu họ ở chung cái đó. Đó. Cho nên người Việt của mình thì nếu mà nói về đoàn kết thì mình nghĩ là chỉ là một cái đó để mình khiêu khích cái tinh thần Việt Nam thôi. Chứ còn mà nếu mà nói về cuộc sống riêng tư thì chắc là ai cũng là tự lập hết đó, tự ấy hết đó. Nhưng mà ra đường thì cũng mừng. Đó. Thì đó, tức là cái đoàn kết ở đây á, bạn hiểu không? Đoàn kết ở đây là cái thứ nhất là vấn đề về mặt tinh thần, thì ok thì gặp nhau là ủng hộ nhau, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Đúng. Nhưng mà đoàn kết ở đây là gì? Tức là thay vì giống như cái câu chuyện bạn nhìn vào thực tế, và câu chuyện là ăn sổi ở thầy á, là làm liền neo, đúng không, thì nó sẽ mang thu nhập lại liền tức thì. Nhưng mà nếu mà cộng đồng người Việt mà có vấn đề cái nhìn tổng kết, ví dụ như là mình cùng nhau mình hướng tới mình làm một cái gì đó nó mang tính bền vững hơn, mặc dù cái lợi nhuận nó không tới ngay liền, nhưng mà khi nó đến rồi thì nó có cái sự bền vững, và nó sẽ bổ sung cho những thế hệ đi sau. Giống như tại sao, giống như mình bạn nói là, cho nên mình nhìn lại là tại sao một cái là cũng là người, nhưng mà cộng đồng người Nhật họ lại đi theo hướng kia,
cộng đồng người Hoa họ là đi theo hướng kinh doanh, đúng không? Thì mà nếu mình cái này xét ra thì nếu mà suy ra thì tôi thấy rất là rộng và dài và rất đúng là rồi. Dài đúng. Đó, cái này suy ra nếu mình tìm hiểu mà mình phân tích thì dài lắm, nhưng mà theo góc nhìn của tôi á, là cũng một phần nào đó nó dần hình thành lên cái tính cách của người Việt mình, là nó không có mang cái tính đoàn kết ở trong cái câu chuyện mà về mặt lợi nhuận, về mặt lợi ích cho gia đình, lợi ích cho cá nhân. Theo tôi, cái này theo góc nhìn của tôi thôi nha. Tại vì bạn Tư Quang biết không, mình sống với người thế kỷ 80, thập niên 80, 90, 2000, 2010 đến bây giờ. Thì mỗi thập niên á, lần lần á, cái thế hệ sau này nó nhàn đi, nó không có còn giống là một cái sức mạnh như là hồi xưa nữa. Là giống như ví dụ giờ hồi xưa là ai cũng ở một cái khu Phước Lộc Thọ, nhưng mà khi mà cái thế hệ sau lớn lên họ nhàn đi và họ tự lập, họ cuộc sống của họ nó về đời sống Mỹ hơn, có nghĩa là họ thu nhập về cái cuộc sống Mỹ hơn. Cho nên mà bạn nói mà nếu mà người Việt mình mà đoàn kết lại mà để xây lên một cái gì mới hơn, hơn phát triển hơn thì cái đó cũng khó. Tại cái thứ nhất, tài chánh mình không có. Thứ hai là quyền lực mình không có. Hai cái đó là cái quan trọng. Nếu mà mình không có cái đó đó thì mình không có làm lên được cái gì đó. Còn trong khi á, những cái bộ tộc kia đó thì họ có tài chánh mà. Đấy nha. Quyền lực của họ là tại họ đi chung với những người mà lãnh đạo bí cả thế giới nữa. Cho nên nó khác biệt là vậy. Đó. Cho nên giống bây giờ mình nói về Neo này. Neo là lý do Neo là còn sống được đó là tại vì cái công này nó rất là nguy hiểm. Sau này một số những người làm Neo đó sẽ bị ung thư, ảnh hưởng về sức khỏe. Cái đó là không ai chối cãi. Cho nên khi mà những người mà công nhân hay là những người mà khách đó, họ biết được cái nào nguy hiểm đó, họ không bao giờ làm. Chỉ có Việt Nam mình làm. Cho nên nhưng mà lần lần thì Neo lần lần nó xuống. Lý do tại sao nó xuống là tại vì những cái công ty bây giờ nó chế ra, là cái nghĩa là nó bán lẻ đó, là giống như Tư Quang giống như giờ có vợ chỉ cần ra tiệm tự làm được, đúng không? Coi như là tự làm được, khỏi cần phải ra tiệm, đúng không? Đúng, có nghĩa là mà mua gì cái chỉ lắp vô thôi, lắp về thôi. Bây giờ là cái gì nó cũng là tiên tiến rồi, cho nên cái tiệm Neo lần lần đó, thì tương lai thì sẽ không có mạnh nữa. Còn mà nếu nói như mà ăn uống đó, thì nó khác à. Tại vì cái thức ăn đó, là ai cũng muốn ăn đó, đúng rồi, thực phẩm. Thực phẩm thì ai cũng muốn ăn đó, cho nên nó khác. Ai muốn ăn ngon cái trung, đúng, ai muốn ngon đồ lạ, đúng. Nhưng mà nói về mà ăn uống đó, thì Việt Nam mình chỉ nổi tiếng về phở thôi, chỉ có phở thôi, chứ ngoài ra mấy cái tiệm khác thì không có nổi tiếng. Cho nên Mỹ đó, khi mà nó đi ăn đó, nó tính như là đáng cái đồng tiền của nó để nó đi ăn mà nó cảm thấy rẻ và ngon. Giống như giờ mình nói tương quan là giống như hamburger. Mình đi ra mình mua cái hamburger cỡ $7, trong khi mình ăn tô phở $7 nó còn ngon hơn, nó còn no hơn là ăn một cái hamburger nhỏ xíu $7. Đúng rồi. Cho nên mình nói về cái vấn đề mà hamburger đó thì sẵn đây thì mình cũng cho Tư Quang biết, mà không biết là Tư Quang không biết những người ở Thành phố Hồ Chí Minh có biết cái điều này không? Những cái bánh mà hamburger đó, cái thịt mình nói là thịt mà hamburger đó nha, là Mỹ á, nó trộn với bột sữa đậu nành á, chứ không phải là 100% thịt đâu nha. Coi như là protein, đúng không? Protein bằng nó đại khái nó tính bằng đậu nành, đúng không? Nhưng mà mặc đúng dù rồi, nó kêu là thịt nhưng mà nó trộn với protein của thực vật, đúng không? Đúng, nó trộn vô. Tại vì giờ mình nói ví dụ Tư Quang nè, giống như bạn lấy một cái cục thịt bạn xay ra, cái bạn làm cái hamburger, cái giá tiền đó ít nhất nó phải cao hơn cái beef steak, đúng không? Mà trong khi đúng nó rẻ, cho nên có nhiều người ở Việt Nam họ không hiểu, họ nghĩ là cái đó là thịt 100%, nhưng mà không có đâu. Cái đó là nó trộn với cái bột sữa đậu nành, với nó bỏ protein mà bạn nói đó, để nó trộn vô, để nó thêm, nó làm vậy để nó có lời. Chứ còn mà thịt không á, nó sẽ bán đắt giá, đắt giá thì dĩ nhiên người dân đâu có thể nào
đâu có thể nào có được khả năng ăn mà được, đúng mua rồi được, đúng rồi, ăn được mua đúng rồi, đó. đúng rồi. Ở bên Mỹ cũng vậy thôi đó, cho nên khi mà Mỹ nó có không vậy là bạn tự quan đó là anh em, khi mà nó khám phá ra cái gì trước hết đó là nó phải bảo vệ cái chủ quyền của nó, là cái danh tiếng của nó, là Bản đúng giống như là bản quyền đó đúng bản quyền, đúng rồi, không? À, giống như nợ bản quyền. bản quyền đó. Cảm ơn bạn nha. Nó phải làm sao mà cái bản quyền của nó để người dân khỏi 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 khiếu nại của nó, Đúng rồi. là để mà nói ví dụ vậy nè, giờ nó bán hamburger đúng không, thì bạn ăn cái bạn nói ủa cái này hamburger nhưng mà tại sao mày bỏ Đậu đành. sữa đậu nành vô à, thì bạn có quyền khiếu nại đúng không, thì bạn khiếu nại nhưng mà nó nói hay tao chỉ bán hamburger chứ tao đâu có nói là tao bán thịt 100% đâu. Đúng rồi. Đó là cái chiêu bài, cái chiêu bài của những thành phần chuyên gia Mỹ, khi mà nó làm cái gì á nó phải xài cái danh từ chữ, nó Đúng dùng rồi, chữ 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 đó, cho nên mình không có thể nào mình không bắt có thể bẻ nào bắt bẻ và khiếu nại nó được đó. rồi. Cũng giống mà giờ mình Giống nói như là về tôi chỉ bán cái bánh đúng hamburger, đúng chứ tôi không nói cụ thể là tôi bán cái bánh hamburger gồm bao nhiêu phần trăm là thịt, bao nhiêu đúng phần trăm là sữa đậu nành, đúng không ạ? đúng 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 À, đại khái là đúng vậy. đó. Giờ mình nói nhưng là ví dụ giờ về cái mặt về chính trị nè, khi mà Việt Nam, khi mà Mỹ mà nó qua Việt Nam nó phải chất độc màu da cam đúng không, thì những cái công ty nó đó, thì nó nói là ờ cái đó công ty sản xuất chứ tôi chính quyền tôi đâu có sản xuất đâu Đúng rồi. đó, có nghĩa là nó mượn con cờ đó, để nó thay thế về cái mặt chính trị của nó. Nếu mà lỡ mà Việt Nam của mình đó, mà đòi là Kiện đồ bồi kiện đó, thường. thì đồ bồi thường đó, thì nó nói ồ mày bồi thường cái thằng Kiện công công ty ty kia kia đi đó, à. rồi thằng thằng công ty nói ê tao đâu có qua Việt Nam đâu, thì làm sao mày kiện đó nha. Lắc leo Cho chỗ nên đó đúng, nó rất là khoa học và nó tính tính chi hơn, tính ly, ghê lắm. đúng Đúng rồi. đúng, cho nên những người mà có một số người họ không có hiểu về cái mặt chính trị ở Mỹ đó, những cái thành phần công ty lớn đó nha, mình nói công ty lớn đó nha, là thuộc về chính quyền Mỹ hết, chỉ con cái là nó giở đò, nó đóng Sân vai trò là sau, nó chính xác là sân sau luôn, đó đúng không? Nó chính xác là đúng sân sau của chính quyền đúng, là nó giở đò nó đóng Mỹ. kịch là nó là cho là tư Tư nhân nhân, là hai này để cho nọ, nó nhưng mà mang sự tính thật dân chủ. đúng đúng đúng. Cũng như bây giờ mình cho Mình một hình. cái bí giờ mình cho một cái bí mật nữa là thưa quan và anh em biết đó, cái thời mà đại đại chiến thứ hai mà khi mà thằng Đức đó, nó quýnh là giống như nó quýnh cả một cái vùng Âu Châu đó. Xong rồi Mỹ lúc đó Mỹ nó biết ai giúp Hitler không, Đức không, Bạn nói đi, bạn nói đi. chính chính là những cái thành phần công ty Mỹ đó, nó bán những nó bán những cái vật liệu đó, cho Đức, nó bán những cái vật liệu cho Đức để Đức nó xây xe tăng Sản xuất ra vũ khí đúng không? Nói chung rồi là sản đó xuất ra vũ khí đi. đúng rồi. Không những vậy, những cái công ty mà mình gọi là tư nhân ở Mỹ đó, cái thời ông Bush đó, ông nội ông Bush này nọ đó, là ngân hàng cho cái tụi Hitler gây mượn tiền nữa đó, cái nghĩa là thằng Mỹ đó, cái nghĩa là nó vừa đánh, nó vừa xoa và nó vừa đi đêm với người ta để dạy đó, tạo điều kiện đó, nó mới làm được kinh tế và nó sẽ sản xuất được vũ khí và nó sẽ được cái quyền lợi là cho mượn tiền nữa, tiền lời nữa mà đó. Cho nên nó có nhiều người nói là ồ hết thằng Hitler nó ác rồi, nó đem quân qua nó giết này nọ này nọ, nhưng mà thằng Mỹ nó cũng là bị sau cái thằng Hitler luôn, nó cũng đi đêm với thằng Hitler đó. Nó vừa cái nghĩa Vì là nó lợi ích vừa đó đánh mà, đúng không? Tất cả là đúng vì lợi ích nước Mỹ đó đúng, thì thôi. nó có nghĩa là nó vừa, nó là một cái thằng Mỹ nó giống như không khác như là tiểu nhân vậy đó, giống như nó vừa đánh nó vừa xoa, nó vừa đánh nó vừa xoa nó. Nhưng mà Cây Hitler gậy và thì củ cà rốt hả? Giống như là một đúng cái thuyết cây gậy và củ cà rốt là chưa bao giờ mà phai mờ, đúng không? đúng, cho nên Hitler sự thật á, cái lời nói của ông á khuyến khích những cái tinh thần của những người mà Đức mà họ tự hào là họ là Đức gốc á, cho nên là họ đứng lên họ chống lại. Nhưng mà nó xui á, là anh Đức nhà ta mà khi thua là anh qua bên bên Nga, anh đánh cái trận mùa 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 đông Chào á, bên si. anh đánh cái trận, anh đánh cái trận mùa đông á, mà trong khi nó mùa đông á, nó tuyết rơi quá trời, rốt cuộc á, binh sĩ của ảnh là chết te tua luôn
chứ mà binh sĩ ảnh không chết là nó quýnh vô Nga rồi, trong quá trình dẫn luôn đó. Nhưng mà thôi thì nó có nhiều cái bí mật, hay là nó có nhiều cái sự mà Mỹ á, nó tuyên truyền khoa học mà nó nhồi sọ dân Mỹ và một số người kiều bào ở bên Mỹ này nè, nó nhồi sọ, cho nên một số thành phần này nó chuyên môn nó so sánh. Chính vì cái điểm so sánh này nè, cho nên á, một số những người dân chủ cùi ở trong nước á, nó mới đứng lên. Nó mới đứng lên. Chứ còn á, mà nếu mà mình sống theo cái cách mà giống như là thiên nhiên á, thì nó thiệt thế giới hòa bình rồi, nhưng mà Mỹ nó không bao giờ cho sống một cách thiên nhiên đâu. Đúng rồi, nó không muốn, nó không muốn. Phải chia để nó thống trị mà. Đúng. Giống như bây giờ cái anh bạn kia, ảnh vừa rồi ảnh nói về cái sự mà khắc nghiệt là sẽ có chính phủ nuôi này nọ đó, mình đồng ý với các anh Việt kiều đó, nhưng mà cái đó là một cái tâm lý để nó ru ngủ những cái thành phần đó. Tại sao? Không, hồi nãy là bạn Kevin á, bạn chia sẻ cái điều đó đó, tức là bạn nói là tức là bạn lên án những người của mình ở bển, tức là bạn dẫn chứng là tức là mặc dù cái đảng nào lên cũng vậy, ông Trump hay ông Biden cũng vậy, thì họ vẫn có những chính sách họ là lo như vậy, hiểu không? Tức là họ vẫn có lo cho cái tiền đó, nhưng mà tức là ý bạn nói là bạn lên án những người kia, tức là người ta đã lo như vậy rồi, mình đã ăn nhờ ở đầu người ta đã lo như thế, mà tại sao mình không biết làm cái gì đó có ích cho xã hội, cho đất nước Mỹ, mà lại đi chửi tổng thống này chửi tổng thống nọ đó. Cái ý bạn Kevin đấy là bạn nói là như vậy, chứ không phải là bạn nói là cả cái kia đâu. Không, ý mình nói đây á là mình chỉ nói về cái phía cạnh về tiền thất nghiệp thôi. Mình chỉ nói về cái phía cạnh là lý do Mỹ nó làm vậy là để nó ru ngủ và nó lấy cái lòng tin của những người dân mà mình gọi là đam mê đó. Đó. Chứ sự thật á, nếu mà Mỹ mà nó không cho những người mà ăn tiền thất nghiệp đó, thì nó làm sao nó hùng mạnh được. Đó. Là trở về vấn đề hồi xưa nè. Cái ông thời mà ông tổng thống Roosevelt đó, thì anh Việt Kiều này là chắc anh cũng không có hiểu về lịch sử nhiều. Cái thời ông tổng thống Franklin Roosevelt là kết thúc thời mà Mỹ mà nó bị phá sản, mà nó gọi là Great Depression, là 1920 đến 1930 đến 1945 á, thì khúc Mỹ nó là kinh tế Mỹ nó phá sản, nó tệ tại lắm. Thì ông tổng thống này á là ông ký lệnh ra là giúp những người nghèo là một nè, điều khiển lại cái bộ máy nhà băng tại nhà băng hồi xưa đó. Cái nghĩa là giống như mình bỏ tiền vô mà lỡ mà nhà băng nó thất nghiệp á thì mình mất hết. Thì ổng nói á, thì ổng chính nhà nước á, sẽ cho lại mình 200.000 hay là 300.000, ví dụ thơ quan bỏ 1 triệu đi, mà lỡ nhà băng nó phá sản á, thì nhà nước á, nó đền bù lại một phần nào đó để cho người dân hỏi. Rồi cái thứ hai là ổng bắt mấy cái hệ điện nước ở mấy cái bang Nam Mỹ đó. Rồi á, ổng tạo lên những cái công ăn việc làm cho những người dân nghèo đó. Nhưng mà ông ta làm được 12 năm đó. Mà ông ta làm được 12 năm rồi, sau này cái tụi đảng Cộng Hòa nó nói không, mình phải ngăn chặn, cho nên nó mới ra được cái lực là chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi. Cho nên mà nếu mà những người đó mà họ không có đổi lại lực á, thì ở Mỹ người ta có quyền làm tổng thống, nếu trong cái bộ máy chọn họ thì họ vẫn làm. Nó cho nên, nhưng mà bây giờ chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi, 2 nhiệm kỳ là tối đa, nhưng mà hết 2 nhiệm kỳ rồi đợi cái nhiệm kỳ thứ ba thì cứ người khác lên rồi. Rồi qua cái nhiệm kỳ quay lại thì quay lại, đúng không? Muốn quay lại là ứng cử thì anh quay lại. Đúng vậy đó. Cho nên thì nhiều khi tại vì mình làm với bạn bè Mỹ trắng thì họ cũng chia sẻ và họ cũng tâm sự, thì mình cũng biết về nhiều cái tài liệu á. Đúng rồi. Rồi cho nên thì hồi xưa mình cũng có hứa thơ quan là nói về cái vấn đề Mông Cổ với Mỹ á, thì bữa nào để mình có thời gian mình sẽ nó dính líu về cái vấn đề mà chính trị đó. Cho nên thôi mình chỉ cảm ơn bạn cho mình lên, chúc anh em và chúc mọi người vui vẻ. Thì mình dừng lại cho anh em kế tiếp nha. Cảm ơn Tư Văn nha. Cảm ơn bạn nha. Happy New Year. Thank you.